Mùa ăn xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em đang có cho anh chị và các bạn một chiếc xe cảm giác lái thể thao Subaru Forester, một chiếc xe phiên bản IN, sản xuất là năm 2022, nhập khẩu nguyên chiếc, làm bánh với quãng đường zin 30.000 km anh chị ạ. Có trang bị khối động cơ Boxster nằm ngang, dung tích 2.0 lít, tiêu chuẩn khí thải Euro 4, phun xăng trực tiếp và sản sinh công suất lên tới 156 mã, sức kéo tới 196 newton, cùng với rất nhiều các tính năng tiện nghi cho anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Cam kết cho anh chị và các bạn là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test hãng toàn quốc theo yêu cầu của các bác đang có nhu cầu. Địa chỉ xem xe anh chị và các bạn có thể qua giúp em là Auto Trọng Hòa, số 24 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội, để mình có thể trải nghiệm thực tế về chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn đây. Xe với ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu đen. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những chi tiết đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với những phần rửa đèn pha. Chất lượng từ những phần bóng đèn này anh chị có thể tham khảo này, hay là những phần ghép lối của chiếc xe nó vẫn rất đẹp anh chị nhé. Mâm thì trang bị mâm với họa tiết của chiếc xe với dạng phay xước với sơn đen, trông rất là nổi bật. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản nên anh chị và các bạn có thể yên tâm. Có bảo hành về khung gầm, máy móc, động cơ, hộp số trên văn bản cho các bác. Đây là những đường nét dọc thân xe, sơn xi này. Với hệ thống cụm đèn hậu của chiếc xe được thiết kế rất là nổi bật, chữ C ngược. Cùng với tính năng an toàn thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn như hệ thống cam đùi, gạt mưa, đèn cảnh báo, cảm biến, giúp anh chị và các bạn có thể lùi xe một cách an toàn. Và không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì em sẽ mở lên cho anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Cốp vẫn sử dụng là cốp cơ thôi. Các chi tiết về không gian khoang cốp anh chị có thể thấy. Keo chỉ đinh tán là còn rất là hoàn hảo, không hề có hiện tượng bị đâm va hay sửa chữa gì cả. Anh chị mua về rất là an tâm. Nếu anh chị và các bạn mà cần em hỗ trợ xem chi tiết rõ hơn ở những phần nào trên chiếc xe thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, hoặc qua trực tiếp cửa hàng để mình có thể trải nghiệm thực tế. Đây là những phần đinh tán và những phần đường chỉ của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể cảm nhận và đánh giá với em về chất lượng của một chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Vạch ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý vẫn được trang bị đầy đủ cho các bác nhé. Nếu anh chị và các bạn có thể xem mà cần xem cái phần thùng cốp của chiếc xe, em cũng sẽ mở kỹ lên cho anh chị và các bạn xem từ những cái phần vết keo của nhà sản xuất để các bác có thể là an tâm khi mua xe về sử dụng. Đấy, vạch ngăn này có thể để chứa được rất nhiều đồ trên này, giúp cho anh chị và các bạn cũng có thể là ngăn mùi giữa khoang hành khách và khoang hành lý. Với không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai thì ta sẽ cùng tham khảo qua xem nó có những cái gì và những cái tiện nghi gì cho người ngồi phía sau. Ở cánh cửa thì mình chỉ quan sát qua về những phần keo chỉ đinh tán để đánh giá được là xe nó có bị đâm va sửa chữa hay thay thế gì không. Còn bên trong đây thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn những cái phần con ốc bản lề hay những phần cột keo để anh chị và các bạn có thể là biết được là được chất lượng của xe là có hoàn hảo hay không. Ghế ngồi của chiếc xe đây, với bộ ghế da của chiếc xe được trang bị cho anh chị và các bạn là hệ thống ghế da cao cấp, có đục lỗ thông hơi, 3 tựa đầu, có bệ tì tay đầy đủ chức năng. Với dòng này thì nó thiên về cảm giác lái chứ nó cũng không có quá nhiều về hình thức. Đấy, với những anh chị và các bạn mà yêu về hình thức thì chiếc xe này không phải là cái sự lựa chọn của anh chị và các bạn đâu ạ. Với cảm giác lái của chiếc xe thì em đảm bảo anh chị và các bạn khi lái rồi mình sẽ không thể bỏ qua được. Đây là không gian khoang lái của chiếc xe với những phần cánh cửa của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng xem và thẩm định. Táp ly bọc da và những phím chức năng lên xuống kính, hệ thống chỉnh gương. Loa được tích hợp trên 4 cánh cửa đầy đủ hết rồi. Đấy, những phím tính năng, chức năng của các chiếc xe thì nó cũng tương tự là lá giống nhau thôi. Nó chỉ thay về cái bố cục sắp xếp của hãng làm sao để đảm bảo an toàn cho người lái cũng như là dễ dàng vận hành sử dụng. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có set cruise, có đàm thoại,
và một số phim chức năng khác nữa, và cụm đồng hồ hiển thị thông tin phía sau với dạng vòng tua và tốc độ km, rồi một cái màn hình TFT ở chính giữa trung tâm để anh chị và các bạn có thể nhận được các cảnh báo tình trạng của chiếc xe, màn hình giải trí, rồi là có điều hòa tự động. Cần số sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn là cần số dọc, phanh tay điện tử auto hold, rồi chỉnh cầu V-size, rất là nhiều tiện nghi option cho anh chị và các bạn. Bạn có thể nhìn qua về chất lượng ghế ngồi của một chiếc xe lướt có với quãng đường chỉ hơn 30.000 km thôi, vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Máy móc của chiếc xe thì nó như thế nào, em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua các chi tiết về máy móc của chiếc xe để mình cùng xem. Với khối động cơ của chiếc xe, nó sử dụng là khối động cơ máy 2.0, nên cái khả năng vận hành của chiếc xe di chuyển cũng rất là tuyệt vời, cảm giác lái tốt, khung gầm chắc chắn, đảm bảo an toàn cho anh chị và các bạn và gia đình di chuyển trong những chuyến đường dài. Đấy. Chắc chắn nó sẽ không làm anh chị và các bạn không thất vọng đâu ạ. Và chiếc xe hiện tại đang cái mức giá nó bây giờ nó cũng rất là rẻ, chỉ 815 triệu thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu rồi. Các bác có thể nhận được các hỗ trợ từ cửa hàng về mua trả góp lên tới 70% giá trị xe, thời gian vay, lãi suất cụ thể chi tiết thì các bác có thể trao đổi trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình. Em rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi đến hết video, và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Các bác có thể là ủng hộ em một like, một đăng ký kênh, chia sẻ bài giúp em để mọi người có thể có nhu cầu cần tìm chiếc xe này có thể tìm tới nhanh nhất. Em xin cảm ơn.